Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tôn Chị Châu đây. Thì sau những lần trốn học đi chơi net, trộm tiền của bố mẹ mình để đi nhuộm tóc, đã vậy còn bỏ nhà đi bụi nữa, thì mình đã nhận ra được một điều rằng ở trên đời này không ai thương yêu chúng ta bằng cha mẹ của chúng ta cả. Vì vậy mình đã rất là hối hận về những việc mà mình đã làm với bố mẹ mình. Bố mẹ mình hàng ngày phải đi lao động vất vả ở ngoài xã hội để tiết kiệm từng đồng tiền nuôi mình. Ấy vậy mà mình lại phụ lòng bố mẹ mình. Mình không chăm lo học hành mà mình suốt ngày đi ăn chơi lêu lỏng. Bây giờ thì mình đã hiểu rồi các bạn ạ. Mình rất là thương yêu bố mẹ của mình. Và mình cũng đã nhận ra rằng gia đình là điều tuyệt vời nhất, luôn mang lại cho mình những gì ấm áp và hạnh phúc nhất dành cho mình, và là nơi giúp mình trưởng thành hơn bao giờ hết. Vì vậy, để làm hài lòng bố mẹ mình á, thì mình sẽ quyết định mượn 20 triệu của TV97 để dẫn bố mẹ mình đi du lịch nha các bạn. Thì lần trước mình có dẫn bố mình đi du lịch Đà Nẵng một lần rồi, thì bây giờ mình sẽ quyết định dẫn cả bố mẹ mình với anh hai mình đi du lịch chung luôn nha các bạn. Ê, TV97 cho ta mượn 20 triệu đi. Bố mẹ ơi, lên đồ đi du lịch đi bố mẹ ơi. Ok. Chu cha nhiều đồ ghê. Đi luôn. Mẹ ơi, mẹ có say xe không? Không, mẹ không có say. Ồ, thế á. Dakani jasha no spachia aspala panama yang gong yang gong yang gong ding gai gang gai khong na phang gong phang gong phang gong lau sai yong mau san sao cô Hoàng, mà cô Hoàng không say xe à? Cô Hoàng Thì mình vừa mới thuê cho gia đình mình một căn hộ view ở ngoài biển, phải gọi là cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Để cho gia đình mình có một kỳ đi du lịch phải gọi là thoải mái và sung sướng nha các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Bố mẹ ơi, đẹp quá. Bố mẹ hai ra đây. Vào đây đây. Đây đây. Đây bố mẹ đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Biển đẹp chưa? Đây, đây là biển Quy Nhơn. À, đẹp quá. Uầy, thủy to chứ kìa. Đây nha các bạn, Tuân Trẻ Châu thuê cho bố mẹ Tuân Trẻ Châu một căn hộ quá là xịn sò luôn. Ô, biển Quy Nhơn đẹp dữ vậy. Ở bên kia đang biển, đang cầu nữa kìa. Đấy, ở đây là một nửa là thành phố, một nửa là biển. Bên nửa bên đây lại là biển. Đấy, thuyền to quá trời luôn. Đấy, view này thì nhìn cực kỳ chill luôn nha các bạn. Chứ kìa, có cả tượng đài Trần Gạo kìa. Xa xa đằng kia có đấy, tượng đài. Ở xa xa đây là tượng đài Trần Hưng Đạo nha các bạn. Con trai mẹ giỏi quá nhỉ? Dạ. Mới hôm nào còn khinh thường con của cô bỏ nhà đi Trung Quốc rồi. Hôm nay con trai dẫn đi du lịch Quy Nhơn luôn ở căn hộ cao cấp, sướng không? Đây, ở đây là có cả tủ lạnh luôn nha các bạn. Đấy. Mình nhà Tuân Trẻ Châu là mua đồ ăn hay là mua hải sản về đây nấu nướng ăn được, có bếp luôn này. Đấy, đầy đủ tủ luôn này. Ok, đấy, đây là toàn bộ tại đây, nhà vệ sinh. Các bạn đi du lịch là đa số là ai là cũng thường hay đánh giá nhà vệ sinh. Thì mình đánh giá cái nhà vệ sinh này, mình thấy nè, anh em nhìn thấy đẹp không? Mấy bạn nữ mà vào đây cho chụp hình sống ảo đi thôi rồi luôn. Đấy, đây là bồn tắm. Đây, bồn vệ sinh nhìn khá là sạch luôn nha các bạn. Đấy, mình đi đâu, mình du lịch hay là mình đi nghỉ ngơi đâu là bao giờ mình cũng chấm điểm với nhà vệ sinh trước, cứ nhà vệ sinh sạch là được. Bây giờ thì bơi đây. Thank you.
Chồng của cô có sao đâu, tắm đi. Bố tắm thoải mái như này. Tuần Trẻ Châu dẫn bố mẹ Tuần Trẻ Châu đi ăn hải sản đấy, anh em nhìn thấy là mặt chú Huy là rất là thích thú luôn đấy, tại vì là quá nhiều hải sản luôn. Đây mình giới thiệu với anh em nha, đây là con bọ biển bữa giờ đang hot on hot ở trên TikTok nha các bạn. Đấy khá là to luôn, anh em nhìn thấy không, bọ biển này đây, còn sống luôn nha các bạn. Đấy to chưa, đấy các bạn thấy chân nó nhúc nhích không, còn sống này. Còn đây là cua, cua ơi, nhìn cái càng cua này, cua ơi, to chưa, cua này ăn một con là no luôn đó. Đây thêm cả mấy con mực, mực này to bằng bàn tay mình luôn, mực này mực ống mà to ghê á. Đây con này còn to hơn nữa này. Đấy anh em thấy không, chùi chà. Ở trên đây là tôm hùm, cá mú, rong biển, đây mấy con sò nghêu. Ui dù cá gì mà bự dữ trời, anh em thấy cá bự không? Ui dù bên đây là rất nhiều mấy loại cá lạ luôn mà mình chưa ăn bao giờ, cá mặt quỷ hay sao này. Mấy con bên đây là cá mặt quỷ này các bạn. Đấy ghẹ này, đấy ở trong đây là ghẹ, bên đây là cá mặt quỷ, ghẹ này, ghẹ luôn này. Đấy đây là tôm tức, còn đây là tôm hùm nha các bạn. Đấy tôm hùm. Ui dù đầy đủ các loại ba cá luôn.
Ngày tuần chở trâu tần tính tiền với lại ăn hai luôn nha các bạn. Đấy. Sao? Hôm nay con dẫn bố mẹ đi du lịch, bố mẹ thấy như thế nào? Bố mẹ thấy vui lắm. Đấy, các bạn thấy mình lì lì vậy thôi, chứ thực ra mình yêu thương bố mẹ mình nhiều lắm. Đấy, cũng phải đúng không? Thì clip của mình cũng dừng lại tại đây thôi. Nếu mà các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra thiệt là nhiều clip hay hơn nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye bố mẹ. Bye bye mọi người nha. Bố cảm ơn Tuân Trẻ Châu.